Và thầy Tuấn ơi, làm thế nào để biết bản thân phù hợp với ngành lập trình AI ạ? Trong dung một kỹ sư AI cần hội tụ những tố chất nào? Câu hỏi này chắc chắn là em nghĩ các bạn sẽ đang rất là cần. Để biết bản thân mình có phù hợp với AI hay không thì vừa rồi các bạn, giả sử các bạn sử dụng ChatGPT, các bạn có cảm hứng về nó hay không? Các bạn có thích điều gì của nó hay không? Có thích cái sự tương tác không? Nếu bạn thích thì bạn có muốn phát triển nó cao hơn nữa thành một người tri kỷ, thành một người mà có thể giống như người thầy hoặc là có người bạn để có thể trò chuyện mình hay không? Thì nếu bạn cảm thấy thích thú với những cái việc phát triển những ứng dụng như vậy thì bạn sẽ gọi là có tố chất để có thể đi theo hướng AI để xây dựng những ứng dụng của riêng mình. Hoặc là các bạn tham gia cuộc sống, và ví dụ các bạn đi xe máy ngoài đường, tìm đường đi khó quá, rồi các bạn muốn có một ứng dụng về đó có thể giúp bạn tìm đường đi nhanh hơn hay không? Hay là bạn điểm danh hàng ngày khó quá thì bạn có cách nào không? Hoặc là đi học, bạn đi xa quá thì bạn có cách nào học mà có thể chủ động không? Khi nào mình rảnh thời gian mình mở sách, bạn có thầy dạy cho mình, vẫn điểm danh các kiểu, và khi nào mình bận thì mình có thể học giờ khác vẫn y hệt như vậy. Thì đó, thì mình sẽ nghĩ đến những cái câu chuyện mà phục vụ cuộc sống như vậy. Nếu mà các bạn biết nghĩ điều đó thì các bạn hoàn toàn có tố chất đi theo AI. Có nghĩa là các bạn đi theo đam mê, các bạn đi theo là mình muốn đi theo để mình làm những cái gì đó cho cuộc sống tốt hơn. Còn yêu cầu về kiến thức của một người kỹ sư AI thì như mình nói, đầu tiên các bạn phải đi từ căn bản, các bạn phải biết những cái toán học cơ bản trong AI, các bạn phải biết lập trình về một ngôn ngữ đó, thì ở đây là Python sẽ là ngôn ngữ dành cho AI. Sau đó thì các bạn bắt đầu giải những bài toán về phân tích dữ liệu thông thường để mình hiểu coi là máy học là gì. Rồi sau đó mình sẽ đi sâu vào một cái mà mình mong muốn nhất, ví dụ như thị giác máy tính hay là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và mình tìm hiểu các ứng dụng liên quan đến thị giác máy tính, ứng dụng liên quan đến ngôn ngữ tự nhiên. Rồi sau đó mình xem coi là hiện giờ các ông lớn thì họ đã phát triển những ứng dụng liên quan ngôn ngữ tự nhiên hay là thị giác máy tính là những công cụ nào rồi, các bạn dùng thử đó, và các bạn thử xây dựng công cụ tương tự như vậy, có thể ở mức thấp hơn người ta nhưng mà mình có thể thử xây dựng, và cứ từng bước bạn sẽ thành chuyên gia, và các công ty công nghệ sẽ luôn luôn chào đón bạn, tại vì họ đang rất cần những người như bạn để có thể tiếp tục phát triển AI. Thì rõ ràng là chúng ta, nếu mà chúng ta mong muốn có những tố chất như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đi theo hướng trở thành một kỹ sư công nghệ trí tuệ nhân tạo.